Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Quang Minh. Lời đầu tiên cho phép Quang Minh xin gửi đến cả nhà chúng ta một lời chào thân ái và một lời chúc tốt đẹp nhất. Thì hiện tại Quang Minh đang có mặt tại xã Trung Lập Thượng. Đây là đường Trung Lập. Vừa rồi Quang Minh đang đi trên đường tỉnh lộ 7, vừa rẽ vô đường Trung Lập đây nha cả nhà. Thì hôm nay Quang Minh làm cái video này để giới thiệu đến cả nhà anh em chúng ta một số lô đất nằm trên mặt tiền đường Trung Lập. Một số mặt hàng nằm trên đường Trung Lập thuộc xã Trung Lập Thượng, xã Phú Mỹ Hưng. Cái đường Trung Lập này nó đi điểm đầu là từ tỉnh lộ 7 đi hết đường Trung Lập là ra đụng đường tỉnh lộ 15. Đầu bên đây là xã Trung Lập Thượng, cuối đường Trung Lập là xã Phú Mỹ Hưng, là gần cái khúc tỉnh lộ 15 là Phú Mỹ Hưng nha cả nhà. Cho nên là đường Trung Lập này nó đi qua hai cái xã, một là xã Trung Lập Thượng và hai là xã Phú Mỹ Hưng. Quang Minh sẽ giới thiệu đến cả nhà mình một số lô đất khá là đẹp, chiều ngang khá là lý tưởng. Đường Trung Lập này có một lô là ngang 44,5 m. Quang Minh đã làm video rồi nhưng mà giao dịch vẫn chưa thành công nha cả nhà. Hôm nay Quang Minh tiếp tục làm hai lô nữa, một lô là ngang 30 m, một lô là ngang 34 m. Chiều ngang quá lý tưởng. Hai lô đất này, một lô ở xã Trung Lập Thượng, một lô ở xã Phú Mỹ Hưng, giá chỉ có 6.7-6.8 thôi nha anh chị. Một lô 6.6 thương lượng, một lô 6.8 thương lượng. Lô 6.6 là ở xã Phú Mỹ Hưng, 1.292 m, có 820 m đất thổ cư. 6.6 chiều ngang là 30 m. Còn một lô là ở xã Trung Lập Thượng, chiều ngang 34 m, là 6.8, có 300 m đất thổ cư. Nó gần hơn cho nên là giá nó nhỉnh hơn tí xíu, do nó mà nó ít thổ cư nhưng mà giá nó nhỉnh hơn tại vì nó gần hơn mà diện tích nó nhiều hơn nha cả nhà. Lô Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng này là diện tích nó hơn 1.600 m. Hôm nay là Quang Minh quay lại thôi, tại làm video mới thì Quang Minh phải quay lại. Chứ thực tế nhiều anh chị thì cũng biết được cái đoạn đường này rồi. Thì có những anh chị mà chưa xem ấy thì mình xem lại để mình biết. Mình cảm thấy là bất động sản cũng tăng nhiệt hàng ngày nha cả nhà. Ai nói đất ế đâu không biết chứ Quang Minh thấy người ta giao dịch quá trời, phòng công chứng lúc nào cũng đông kín người. Đường Trung Lập đẹp cả nhà, rất là thẳng. Nhà rất là đông, rất là nhiều, nhà bự không.
bây giờ mà nếu cầm 5-6 tỷ mà mua ở Hóc Môn đi, đừng nói là các quận trung tâm. Môn là huyện vùng ven, không phải trung tâm, mà cầm 5-6 tỷ thì mua được có khoảng trăm mấy mét đất nha cả nhà. Nếu mà mua những cái mặt tiền á, mà chưa phải là mặt tiền sung, mà mặt tiền chính nha, mặt tiền nhánh thôi á, một lô đất năm 20, năm 25 tầm giờ khoảng 4 tỷ mấy, 5 tỷ hết rồi. Nên cả nhà mình lên Củ Chi đây mua, nếu tiền nhàn rỗi lên mua một hai lô để dành thì Văn Minh nghĩ là cũng khá là hợp lý. Mua ngàn mấy mét đất, trong khi ở Hóc Môn mua được có mấy trăm. Kênh N25, trước mặt mình là kênh N25. Củ Chi chỉ có con kênh Đông là lớn. Mấy chú công an làm gì đó, mấy chú công an. Văn Minh nói có một lô đất ngang 44,5 m, chiều dài là 500 m, à quên, xin lỗi, chiều dài là 50 m, 2.200 m nha cả nhà, có 600 m đất thổ cư nằm trên mặt tiền đường trung lập đây nè, lô đất nằm phía trước nè, lô đất nằm ở phía trước bên tay trái, lô đất này đã san lấp rồi nha cả nhà. Giá bán là 14 tỷ còn thương lượng, 2.200 m, có 600 m đất thổ cư miếng này nè, 600 m đất thổ cư, tại chiều ngang nó nhiều, chiều ngang tới 44,5 m lận, gần 45 m. Mình chạy tí xíu nữa là bên tay trái có một lô nữa nha cả nhà. Bên tay trái có một lô ngang 30 m ha. Ngang 30 m, chiều dài khoảng 43 m. Chiều dài 43 m, tổng diện tích nó là 1.292 m. Full thổ cư rồi nha cả nhà. Đất ở tại nông thôn là 872 m. 872 m, lô này thì giá bán là 6 tỷ 6. 6 tỷ 6 nha các anh chị. Còn tí nữa Quang Minh sẽ quay một lô đất là nó diện tích nó nhiều hơn. Nó 1.725 m. Đất thổ cư là 300 m. Chiều ngang nó là 34 m nha các anh chị. Chiều ngang 34, dài 53. Thì tí nữa Quang Minh sẽ quay trực tiếp vị trí lô đất cho cả nhà mình xem. Những lô đất mà Quang Minh giới thiệu đến cả nhà mình là nằm trên mặt tiền đường trung lập này ha. Chiều ngang miếng nào cũng khá lý tưởng hết. Một miếng là ngang 30 m, một miếng là ngang 34 m. Một lô là chiều ngang là 44,5 m. Mỗi lô có mỗi giá tiền khác nhau, nên cả nhà mình ai mà yêu thích cái lô nào thì cứ phone cho Quang Minh thông qua số hotline quen thuộc là 0937234579 để Quang Minh cung cấp giấy tờ pháp lý và thông tin quy hoạch cho cả nhà mình xem luôn ha. Rồi anh chị mình ai yêu thích lô nào thì làm việc lô đó.
À, lô đất 30 m là nằm bên tay trái mình ạ. Còn bây giờ mình đang chạy lên cái lô đất ngang 34 m. Còn mình thông tin lại là nếu mà mình đi hết đường tỉnh đường trung lập này là gặp đường tỉnh lộ 6 nha cả nhà. Gặp đường tỉnh lộ 6 mình rẽ bên tay phải là đi ra gặp đường tỉnh lộ 15. Nên này giao thông rất là thuận tiện ha. Thích hợp cho cả nhà mình mua về làm biệt thự, nhà vườn, nghỉ dưỡng, kho xưởng gì cũng ok hết. Mình chạy tí xíu nữa là lô đất nằm bên tay phải. Nếu mà Quang Minh không có quay trực tiếp những cái con đường đi tới miếng đất thì nhiều lúc cả nhà mình cứ nghĩ là đường nó nhỏ. Cái thứ hai là ở trên này chắc dân cư nó không có đông nên cả nhà mình rất là ngại mua, nên là quân cả nhà mình chịu khó xem từ đầu đến cuối thì mới biết được là mật độ dân cư nó ở như sống sống có đông đúc hay không. Này, lô đất nằm bên tay phải mình nè cả nhà, đây tới lô đất rồi, đây lô đất ngang 34 m ha, dài là 53 m. Đây luôn này đây. Thì để Quang Minh cung cấp cái giấy tờ pháp lý, sổ sách và thông tin quy hoạch cho cả nhà mình xem trước, rồi Quang Minh quay cái vị trí xung quanh lô đất cho cả nhà mình xem nha. Đây, cái sổ đây các anh chị. Thửa đất 612 ha, tờ bản đồ số 30. Xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích là 1.725,4 m. Mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn là 299,9 m. Còn lại là đất trồng cây lâu năm là 1.425,5 m. Nha các anh chị. Sổ cấp ngày 30 tháng 5 2019. Bản đồ hiện trạng đây. Ngang 34 m ha. Mặt tiền đường trung lập. Chiều dài là 53 m. Diện tích đất của thổ cư của mình là nằm ở phía trước bên tay trái nha cả nhà. Cái hướng lô đất này là hướng tây bắc nha. Hướng tây bắc. Thông tin quy hoạch đây các anh chị. Đất ở nông thôn kết hợp sản xuất ha. Đối diện mình là khu dân cư hiện hữu. Phía sau vẫn là đất kết hợp sản xuất luôn. Thông tin này Quang Minh đã test sẵn cho cả nhà mình xem rồi đây. Ok nha cả nhà. Giờ Quang Minh tiếp tục quay cái vị trí xung quanh lô đất cho cả nhà mình xem nè. Mình quay sơ lại cái vị trí xung quanh lô đất cho cả nhà mình xem. Này có nhà bên cạnh. Đây, vị trí lô đất đây các anh chị. Ở giữa lô đất nó có hai cái móng gạch, là ngày xưa là cái thửa đất này là bản thân nó là có ba cuốn sổ nha cả nhà. Có ba cuốn sổ, sau này chủ họp thửa lại. Hợp thửa thành một cuốn cho nên là vẫn còn hai cái móng ngày xưa nằm trên đất chứ không có vấn đề gì nha các anh chị. Ngày xưa ba cuốn mà giờ hợp lại thành một cuốn sổ á, nên chiều ngang của nó là 34 m, chiều dài là 53 m. Xung quanh đất là đã xây tường rào và trồng trụ giăng lưới B40 hết rồi nha các anh chị. Đất cũng cao ráo chứ cũng không có thấp hơn đường mà bao nhiêu nha. Đó.
xây tường rào xung quanh hết. Văn Minh xin thông tin lại cái giá lô đất này là 6 tỷ 800 triệu đồng còn thương lượng nha cả nhà. 6 tỷ 800 triệu đồng còn thương lượng trên tổng diện tích là 1.725 m, có 300 m đất thổ cư rồi, chức năng là khu dân cư kết hợp sản xuất. Ở nhà mình nhớ gọi cho Quang Minh thông qua số hotline là 0937234579 nha cả nhà. Số điện thoại rất quen thuộc ha. Ok, Quang Minh xin kết thúc video đây. Chúc cho cả nhà được thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Bye bye.